Xin chào, hôm nay chị Chim xin giới thiệu bộ tranh dán nhũ mới nha. Có rất là nhiều hình đẹp luôn đó các em. Và trong một hộp như thế này có rất là nhiều những cái tờ giấy dán nhũ lấp lánh và những tấm tranh với những hình thù siêu dễ thương. Hôm nay thì chị sẽ tô hai hình nhé, là hình chú heo và hình nàng công chúa xinh đẹp. Đây là tranh mẫu nè, và chúng ta sẽ bắt đầu tô nha. Cái cách chơi thì nó khá là giống với tranh cát. Chúng ta chỉ việc dùng cái đầu que mà người ta có sẵn trong bộ này, và các em sẽ khẩy nhẹ cái phần giấy ở bên ngoài lên. Sau đó các em bóc cái lớp ra nha. Bóc lớp dán bên ngoài ra. Rồi chúng ta sẽ dùng tấm tranh nhũ, cái màu nhũ nào mà các em muốn tô lên nè. Chẳng hạn như mái tóc của nàng công chúa, chị muốn dùng màu xám. Màu xám mà có kim tuyến lấp lánh như thế này. Chị chỉ việc đặt lên, sau đó dùng tay miết nhẹ thôi, là cái tranh nhũ ha, cái dây màu nhũ nó sẽ dính lên trên tấm tranh của mình. Và trong mỗi bức tranh như thế này, người ta sẽ tô màu sẵn các chi tiết và sẽ chừa lại cho chúng ta một số chi tiết để tô màu. Các em để ý, phần nào màu trắng thì chúng ta sẽ tô, còn phần nào có màu rồi thì không cần tô nhé. Bộ màu nhũ đi kèm có tổng cộng là 6 màu khác nhau: màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, màu trắng, màu hồng và màu vàng. Các em có thể làm theo tranh mẫu nè, hoặc là tùy ý sáng tạo theo sở thích của mình ha. Muốn tô màu gì thì các em tô, miễn sao là mình cảm thấy nó đẹp và hài hòa. Các em chỉ việc một mẹo nhỏ là chúng ta miết thật là chặt, thì khi đó màu nhũ nó sẽ dính rất là chắc lên trên tấm tranh nè. Wow, vậy là nhanh chóng chị Chim Xinh đã làm tô màu gần xong về bức tranh nàng công chúa xinh đẹp này rồi. Tên tên. Và đây chính là thành quả sau khi tô. Một bức tranh về nàng công chúa rất xinh đẹp. Các em có thể dán bức tranh lên tường để trang trí hoặc là đem đi tặng nha. Giờ sẽ chuyển qua bức tranh số 2, là về một chú heo, một chú voi. Đây là chú voi nhé. Ở đầu video chị Kim xin nhầm một chút xíu, nói là đây là chú heo, nhưng mà đây là tranh về một chú voi khá là dễ thương. Chú voi mập mập nè, và có rất là nhiều những màu sắc ngụ nghĩnh ở trên người. Chú voi còn đội một cái nón nữa nha. Các em để ý, cái tờ giấy màu nhũ này khi mà ở dưới nắng nó rất là lấp lánh, đẹp lắm. Và kinh nghiệm của chị khi mà chơi tô màu thì chị thấy là đa phần là cái màu nhũ người ta cho đều dư. Các em có thể cất đi và để dành chơi chung với những tấm tranh cát của mình đều được. Tranh cát, ngoài việc chúng ta sử dụng màu cát để tô thì có thể dùng những cái tờ giấy màu nhũ này nữa nhé. Hiện tại bộ tranh tô màu nhũ này đã có tại cửa hàng đồ chơi Chim Xinh rồi. Bạn nhỏ nào muốn mua, các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nha, hoặc là vào Facebook nè, website của đồ chơi trẻ em.com nhé. Tranh về chú voi của chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi. Có rất là nhiều màu sắc luôn. Ngoài cách tô mà phối nhiều màu, các em cũng có thể lựa chọn chỉ tô một hoặc hai màu trên bức tranh của mình đều được nhé.
miễn sao là các em cảm thấy đẹp là được. Vậy là chị đã tô xong hai bức tranh ngày hôm nay rồi. Các em cho mấy điểm hãy bình luận ở bên dưới nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nhé.